Hội Tim Mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, tâm điểm 2020. Hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim Mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim Mạch Học Quốc gia Việt Nam. Tin tức chất lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu. Giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh. Kính chào quý đồng nghiệp đã đến với chương trình Tâm điểm 2020 số thứ tư. Sau gần một tháng lên sóng, Tâm điểm 2020, đồng hành, đồng sứ mệnh, sản phẩm truyền hình đầu tiên của Hội Tim Mạch Học Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm từ quý đồng nghiệp. Hiện nay, trên group của chương trình đã đạt gần 800 tài khoản đăng ký, đặc biệt là sự theo dõi của quý đồng nghiệp, nhiều chuyên ngành trên cả nước, không chỉ riêng chuyên ngành tim mạch. Chương trình tiếp tục phát sóng vào khung giờ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên nhiều nền tảng Facebook, YouTube và Zoom. Chúng tôi hy vọng Tâm điểm 2020 sẽ trở nên quen thuộc như một bữa điểm tâm kiến thức tim mạch cuối tuần cho quý đồng nghiệp. Với tiêu chí chất lượng, chuyên nghiệp, lôi cuốn, ekip Tâm điểm 2020 vẫn đang tiếp tục hoàn thiện từ format chương trình đến nội dung. Để đạt được điều đó, sự phản hồi của quý đồng nghiệp là vô cùng quý giá. Tâm điểm số 4 tuần này sẽ tiếp tục bàn luận các tin tức nóng hổi đến từ hội nghị của trường môn tim mạch Hoa Kỳ với chủ đề ACC 2020, thấy gì qua các góc nhìn phần 2. Sau đây là chủ đề hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. 2020, phần 2, các chủ đề nổi bật tại ACC 2020 và bàn luận cùng chuyên gia. Phần 3, tổng kết của chuyên gia. Trở lại với chủ đề của ACC 2020 thấy gì qua các góc nhìn, chúng tôi sẽ điểm lại những nghiên cứu nổi bật trên các lĩnh vực phổ biến trong tim mạch. Thứ nhất, các thuốc mới trong điều trị suy tim. Thứ hai, điều trị hạ lipid máu. Thứ ba, điều trị can thiệp trong dung nhĩ. Và cuối cùng là những thay đổi trong chỉ định thuốc chống đông thế hệ mới. Trước tiên, xin mời quý đồng nghiệp đến với một video clip ngắn giới thiệu về ACC 2020.
Vâng, ACC 2020 quả thật là ấn tượng phải không ạ? Tuy nhiên, những khách mời của chương trình ngày hôm nay có lẽ còn ấn tượng hơn không kém. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có mặt tại trường quay là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam. Vâng, xin kính chào tất cả các bạn. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phan Đình Phong là Tổng Thư ký Hội Nhịp học Việt Nam, trưởng đơn vị Q3A, đến từ Trường Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin trân trọng kính chào các quý vị đồng nghiệp. Và tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thu Thủy, đến từ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý đồng nghiệp trong chương trình Tâm điểm ngày hôm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời, các thầy đã dành thời gian quý báu của ngày cuối tuần để dành thời gian đồng hành cùng với Tâm điểm ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đầu tiên sẽ đến với chủ đề mà vô cùng quen thuộc, đó chính là chủ đề về suy tim. Những năm gần đây, Acne được chứng minh là một thuốc mới mang ưu điểm vượt trội so với ức chế men truyền trong điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm. Vậy năm 2020 có gì mới? Quý đồng nghiệp đã từng nghe đến Vericiguat trong điều trị suy tim. Để có được thông tin đầy đủ về thuốc mới này, xin mời quý vị theo dõi phần trình bày về chủ đề suy tim của Thạc sĩ bác sĩ Văn Đức Hạnh đến từ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam. Chào các bạn đồng nghiệp. Sau đây tôi xin phép cập nhật về một số nghiên cứu về suy tim tại ACC 2020. Đầu tiên là nghiên cứu Victoria. Chúng ta đều đã biết suy tim là tình trạng bệnh lý cuối cùng của các bệnh lý tim mạch. Và các phương pháp điều trị suy tim truyền thống, ví dụ như sử dụng thuốc ức chế men chuyển, thuốc ức chế thụ thể, chặn đứt giao cảm hoặc kháng aldosterone, dù được tối ưu hay là tối đa liều thì vẫn nguy cơ tử vong của người bệnh suy tim vẫn rất cao. Năm 2014 thì thử nghiệm Faraday HF đã chứng minh việc kết hợp giữa sacubitril với valsartan làm giảm 20% nguy cơ tử vong ở người bệnh suy tim, và trong suốt 6 năm qua thì các nhà khoa học trên thế giới vẫn tìm các biện pháp để giúp chúng ta cải thiện thêm tỷ lệ tử vong ở người bệnh suy tim. Đây là ba cơ chế tác động của các thuốc điều trị suy tim, đấy là tác động lên hệ thần kinh giao cảm, tác động lên hệ thống renin, angiotensin, aldosterone và tác động lên peptide lợi tiểu. Và từ đó, các thuốc ví dụ như ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chặn đứt giao cảm và sự kết hợp giữa sacubitril với valsartan sẽ giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong ở người bệnh suy tim. Vậy thì cơ chế của thuốc mới Vericiguat tác động như thế nào để làm sao giảm bớt cái nguy cơ tử vong cho người bệnh tim mạch? Thế thì chúng ta thấy rằng là hệ thống NO, guanylat cicla và GMP vòng là một hệ thống truyền tin, và sự trung tâm của hệ thống truyền tin này chính là guanylat cicla. Hệ thống truyền tin này khi mà đầy đủ GMP vòng thì chức năng của cơ tim cũng như là chức năng của mạch máu sẽ được ổn định. Khi mà cơ thể bị các stress oxy hóa hoặc là viêm thì GMP vòng sẽ giảm và từ đó gây ra suy giảm chức năng cơ tim cũng như là suy giảm chức năng của mạch máu. Thuốc mới Vericiguat sẽ có tác dụng là kích thích trực tiếp guanylat và từ đó làm tăng nhạy cảm của NO và từ đó hệ thống truyền tin sẽ làm tăng GMP vòng và từ đó chức năng của tế bào cơ tim cũng như là chức năng của tế bào mạch máu được ổn định. Và nghiên cứu Victoria đặt ra cái câu hỏi nghiên cứu là liệu việc sử dụng thuốc Vericiguat có làm giảm biến cố tim mạch hay không? Và các nhà khoa học đưa ra tiêu chí chính của nghiên cứu đấy là tử vong tim mạch hoặc là tái nhập viện lần đầu vì suy tim. Và tiêu chí phụ gồm có các thành phần của tiêu chí chính, tổng tái nhập viện vì suy tim lần đầu và các lần tái phát, tử vong do mọi nguyên nhân hoặc là lần đầu nhập viện vì suy tim hoặc là tử vong do mọi nguyên nhân. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào nghiên cứu Victoria bao gồm những bệnh nhân suy tim mãn tính sau khi biến cố nặng, tức là biến cố tái nhập viện vì suy tim hoặc là sử dụng lợi tiểu tĩnh mạch kèm thêm là tăng BNP hoặc là NT-proBNP. Đây là những bệnh nhân mà có NIHA từ 2 đến 4, có phân số tổng máu F nhỏ hơn 45%, rất tham vọng bởi vì chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các nghiên cứu đối với bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu giảm là F dưới 35% hoặc là F dưới 40%, nhưng nghiên cứu này rất tham vọng đặt ra tiêu chí là F dưới 45% và bệnh nhân đang được điều trị suy tim theo các guideline. Tiêu chuẩn loại trừ đấy là bệnh nhân đang sử dụng các thuốc nitrat tác dụng kéo dài, sử dụng các thuốc ức chế phosphodiestera tiếp 5, bệnh nhân đang chờ ghép tim, bệnh nhân đang dùng vận mạch liên tục hoặc là đang cần phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ thất trái hoặc là những bệnh lý nặng nội khoa như là bệnh lý gan, bệnh lý phổi phối hợp. Và
Nghiên cứu được tiến hành trên 5.050 bệnh nhân được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm sử dụng vericiguat và nhóm thứ hai là nhóm sử dụng placebo. Và chúng ta thấy rằng liều của vericiguat khởi đầu là liều 2,5mg, sau đó tăng dần lên 5mg và cuối cùng là đạt được đến liều đích là liều 10mg. Và nghiên cứu được tiến hành với hai nhóm vericiguat với 2.526 bệnh nhân và nhóm placebo 2.524 bệnh nhân. Với mức độ tuổi trung bình là 67, nữ giới chiếm khoảng 24% và phân số tống máu là khoảng 29%. Hầu hết các bệnh nhân là ở mức độ NIHA 3 và 4 chiếm khoảng 41%. Mức độ NT-proBNP trung bình là 2.800 picogram trên ml và có khoảng 32% là các bệnh nhân đang được đặt các máy, ví dụ như là máy ICD hoặc là các pacemaker. Và kết quả của nghiên cứu thì như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là tiêu chí chính là tử vong tim mạch hoặc là tái nhập viện lần đầu thì đối với nhóm sử dụng vericiguat thì sẽ làm giảm được 18% tử vong tim mạch hoặc là tái nhập viện lần đầu. Đây là một nghiên cứu thành công về mặt tiêu chí chính. Phân tích về tiêu chí phụ thì chúng ta thấy rằng là đối với tiêu chí tử vong tim mạch hoặc là tiêu chí nhập viện lần đầu với suy tim thì không có sự khác biệt giữa nhóm sử dụng vericiguat và nhóm placebo. Phân tích về tiêu chí tử vong do mọi nguyên nhân hoặc là tái nhập viện lần đầu với suy tim thì việc sử dụng vericiguat sẽ làm giảm 10% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân hoặc là tái nhập viện lần đầu với suy tim. Một số những tiêu chí phụ khác, ví dụ như là tổng tái nhập viện vì suy tim thì hiệu quả rất tốt đối với nhóm sử dụng vericiguat. Tương tự như vậy, tuy nhiên thì đối với tiêu chí tử vong do mọi nguyên nhân thì việc sử dụng vericiguat lại không được chứng minh là sẽ giúp cải thiện tử vong do mọi nguyên nhân. Về các tác dụng phụ thì người ta thấy rằng là không có sự khác biệt về tỷ lệ tụt huyết áp hoặc là ngất giữa nhóm sử dụng vericiguat và nhóm placebo. Tuy nhiên thì nhóm sử dụng vericiguat lại có xu hướng là gặp nhiều hơn. Nhóm sử dụng vericiguat cũng gặp cái tỷ lệ thiếu máu nhiều hơn so với nhóm placebo. Tác dụng phụ nghiêm trọng thì tương tự giữa hai nhóm và người ta thấy rằng là không ghi nhận tác dụng phụ của nhóm sử dụng vericiguat trên điện giải cũng như là chức năng thận. Và ở tháng thứ 12 thì liều đích 10mg của vericiguat đạt được ở khoảng gần 90% dân số nghiên cứu. Và nghiên cứu đưa ra một kết luận là sử dụng vericiguat hiệu quả hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với nhóm placebo ở tiêu chí chính, đấy là tổng tử vong tim mạch hoặc là nhập viện lần đầu với suy tim và tái nhập viện vì suy tim lần đầu hoặc là tái phát. Và không có sự khác biệt về tử vong do mọi nguyên nhân và vericiguat 10mg thì khá là an toàn và dung nạp tốt. Tuy nhiên thì cái khả năng áp dụng trong tương lai như thế nào thì vẫn còn là một dấu hỏi. Nghiên cứu thứ hai tôi muốn trình bày đối với các bạn đồng nghiệp đấy là nghiên cứu sâu hơn trong nghiên cứu DAPA-HF, tức là các tác giả đánh giá về lợi ích của DAPA-glyphosin trên các biến cố lần đầu và biến cố tái phát ở bệnh nhân suy tim có phân số tống máu giảm. Chúng ta thấy rằng là nghiên cứu DAPA-HF thì đã chứng minh là việc sử dụng DAPA-glyphosin sẽ giúp giảm biến cố tử vong tim mạch hoặc là suy tim tiến triển nặng ở những bệnh nhân mà có phân số tống máu giảm. Tuy nhiên đây là cái phân tích trên thời gian khi xảy ra biến cố lần đầu và như vậy chúng ta sẽ bỏ qua cái chuyện là bệnh nhân nhập viện tái phát rồi là bệnh nhân tử vong sau khi mà nhập viện lần đầu. Thế thì như vậy là cái phân tích thời gian đến khi xảy ra biến cố lần đầu tiên thì nó sẽ không phản ánh được gánh nặng thực sự ở những bệnh nhân suy tim. Và cái nghiên cứu sâu hơn về nghiên cứu DAPA-HF này sẽ giúp chúng ta phản ánh cái gánh nặng thực sự ở những bệnh nhân suy tim như vậy. Thì tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là những bệnh nhân mà có phân số tống máu F nhỏ hơn 40% và tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân suy thận, mức lọc cầu thận nhỏ hơn 30 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da cơ thể. Những bệnh nhân có tụt huyết áp có triệu chứng, bệnh nhân có huyết áp tâm thu nhỏ hơn 95 ml thì ngân hoặc là bệnh nhân tiểu đường type 1. Và biến cố chính của nghiên cứu là tử vong tim mạch hoặc là những cái biến cố suy tim nặng, nhập viện vì suy tim, không có kế hoạch hoặc là khám cấp cứu vì suy tim mà cần phải sử dụng các thuốc vận mạch. Và chúng ta thấy rằng là số lượng bệnh nhân cần nhập viện ít nhất một lần trong nghiên cứu DAPA-HF là 548 bệnh nhân và tổng số lượt cần phải nhập viện lần đầu và tái phát là hơn 800 cụ thể là 809 lượt bệnh nhân cần phải nhập viện.
Và các tác giả phân tích thì các tác giả thấy rằng là ngoài cái lợi ích mà lần đầu khi phân tích từ thời gian cho đến lần đầu nhập viện thì rất có hiệu quả, thì những cái phiên phân tích về biến cố tái phát cũng mang lại hiệu quả rất nhiều đối với tiêu chí là suy tim nhập viện hoặc là tử vong do nguyên nhân tim mạch. Và từ đó các tác giả đưa ra kết luận là việc sử dụng dapagliflozin sẽ giúp chúng ta giảm biến cố lần đầu, không những giảm biến cố lần đầu mà còn giảm biến cố tái phát về suy tim, phải nhập viện và tử vong tim mạch. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Văn Đức Hạnh về nghiên cứu Victoria. Và ngay sau đây là phần bàn luận cùng hai chuyên gia khách mời. Xin quý đồng nghiệp lưu ý, quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến các chuyên gia thông qua mục comment tại group của chương trình cũng như tại chat box trên ứng dụng Zoom ạ. Và phần trả lời đầu tiên ạ, câu hỏi em xin dành cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt ạ. Thưa thầy, là với kinh nghiệm là 40 năm thực hành trong lĩnh vực tim mạch, thầy đã chứng kiến rất nhiều bước tiến trong ngành của chúng ta. Vậy thì theo thầy thì hiện nay liệu vericiguat có đạt được những cái tiềm năng mà ngoạn mục như acne trong điều trị suy tim hay không ạ? Vâng. Như các bạn đều biết là suy tim nó là tình trạng bệnh lý rất là nặng, là hậu quả cuối cùng của rất nhiều các cái loại bệnh lý về tim mạch. Cho đến nay thì theo hướng dẫn của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội Tim Mạch Châu Âu, chúng ta đều biết là cái điều trị ngoài các cái thuốc rất là kinh điển như là các thuốc lợi tiểu, các thuốc chặn beta, các thuốc ức chế men chuyển, sau đó nếu không được thì là các cái thuốc gọi là ức chế aldosterone, vân vân, không được nữa thì người ta lại chia ra ba cái nhánh, đúng không ạ? Người ta dùng có thể sử dụng acne thay cho các ức chế men chuyển, hoặc là người ta nếu mà QRS giãn rộng trong trường hợp đó thì CRT hoặc là nhịp xoang nhanh, đúng không ạ, thì người ta dùng đến procoralan. Thế nhưng mà chúng ta biết là cái suy tim nó có cái khó là này, bản thân tỷ lệ tử vong rất cao, thứ hai là tỷ lệ tái nhập viện nó rất là nhiều, do đó là các nhà khoa học liên tiếp gọi là tìm cách làm thế nào để mà có thêm các cái biện pháp điều trị nữa. Thế thì từ khi nghiên cứu Paradigm HF ấy, chúng ta thấy là với các cái gọi là acne mới, nó đã giảm đến 20% tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân suy tim, thì đã các thầy thuốc đã rất là mừng. Và trên thực tế thì mình sử dụng các thuốc acne mình cũng thấy nó có hiệu quả rõ rệt. Thế nhưng vừa rồi hai cái nghiên cứu là cái tôi thấy hai cái sản phẩm mới mà anh Hạnh vừa trình bày đấy, tức là nghiên cứu Victoria với lại vericiguat, thì tôi thấy đây lại là một cái hướng mới, nó đi theo một cái cơ chế tác động khác, đúng không ạ? Nó làm cho cái nó tác động, nó kích thích trực tiếp vào cái guanylat cyclase, nó chuyển cái GTP thành GMP vòng, và từ GMP vòng mà tăng lên như thế thì NO được tăng thì nó tăng giãn mạch và nó giảm cái hậu gánh đi, và rõ ràng như vậy thì nó đỡ cho cái suy tim. Và trên thực tế người ta thấy là giảm đến 18% tử vong tim mạch, một con số rất là đáng ghi nhận. Thế được 1% đã tốt rồi, được 18% cái đó là rất đáng ghi nhận, và giảm cái tỷ lệ tái nhập viện, thì tôi thấy đây là cái rất hay. Thế còn một cái mới nữa, gọi là tương đối mới thôi, tức là trong cái suy tim thì chúng ta thấy là cái thuốc mà ức chế SGLT2 mà chúng ta đã sử dụng trong điều trị đái đường đấy, thì cũng chắc là cũng là rất là tình cờ, thế thấy lại là có hiệu quả trên các bệnh nhân suy tim. Thế thì tất cả các cái nghiên cứu như là DAPA-HF chúng ta thấy là cái hiệu quả của nó lại bổ sung thêm. Nhưng nó có cái hay là trong những bệnh nhân, cái ranh giới giữa tim mạch với lại nội tiết thì nó không thật rõ nữa. Trong tim mạch có rất nhiều bệnh nhân đái đường, các bệnh nhân đái đường lại có cái suy tim, thành ra là với một cái thuốc mà điều trị đái đường lại có hiệu quả trong suy tim, chúng ta biết là những trường hợp đó nó lại giảm bớt cả, nó thải bớt, tăng cái lượng nước thải ra, nó làm cho huyết áp có thể là giảm bớt đi, mà cụ thể là qua các nghiên cứu nó lại giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tái nhập viện. Thì tôi thấy là với hai cái nghiên cứu đó thì nó lại bổ sung cho người thầy thuốc thêm những cái phương tiện gọi là để điều trị suy tim, và chúng ta rất hy vọng vào cái hiệu quả của hai cái thuốc mới này. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần bàn luận của giáo sư Nguyễn Lân Việt ạ. Qua phần bàn luận của thầy thì hẳn là những người thực hành lâm sàng như chúng em thì cảm thấy là mình đang rất là khá là lạc quan với tương lai mới, và hy vọng là vericiguat sẽ góp phần gọi là những bước tiến ngoạn mục trong cải thiện cái tiên lượng tử vong ở bệnh nhân suy tim ạ. Và câu hỏi tiếp theo thì xin dành cho tiến sĩ Phan Đình Phong ạ. Một bạn đồng nghiệp có hỏi câu hỏi như thế này ạ.
Tôi thấy câu hỏi này khá là hóc búa. Là thưa tiến sĩ Phong, những cái nghiên cứu mà chúng ta vừa trình bày ở cổ phần của bác sĩ Hạnh cũng như là thầy Việt vừa chia sẻ thì chủ yếu nói đến các cái thuốc mà cải thiện tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu giảm. Vậy thì ở cái nhóm mà suy tim có phân suất tống máu còn bù thì sao? Rõ ràng hiện nay nó là còn là một khoảng xám ở trong tim mạch do thiếu các cái nghiên cứu lớn để chứng minh cái khả năng cải thiện tỷ lệ tử vong. Vậy thì năm 2020 qua ACC này thì tiến sĩ Phong có thấy rằng là liệu mình có những cái tiến bộ gì đạt được trong suy tim phân suất tống máu còn bảo tồn không ạ? Vâng, đây đúng là một câu hỏi rất là hóc búa. Như chúng ta đã biết thì suy tim với phân suất tống máu bảo tồn nó thể hiện thứ nhất là bệnh nhân có hội chứng suy tim trên lâm sàng, thứ hai nữa là chức năng tâm thu thất trái bình thường và có những bằng chứng của giảm chức năng tâm trường. Nhưng điều đáng nói là hơn một nửa số bệnh nhân suy tim hiện nay là có phân suất tống máu thất trái bảo tồn. Hơn nữa, các cái phân tích về xu hướng cho thấy là mỗi năm thì tỷ lệ phân suy tim với EF bảo tồn ngày càng vượt trội hơn so với EF giảm, và người ta ước tính là một vài thập kỷ nữa thì có thể là đa số các bệnh nhân có hội chứng suy tim lâm sàng lại là suy tim có chức năng tâm thu thất trái bảo tồn. Ý là hiện nay chúng ta sẽ phải dành rất nhiều sự quan tâm cũng như các nghiên cứu cũng như các cái cải tiến về lâm sàng, về kỹ thuật để có thể hỗ trợ cho cái nhóm bệnh nhân rất quan trọng này. Nhưng mà một điều rất là đáng có thể gọi là thất vọng khi mà cho tới năm 2020, kể cả gần đây nhất ở ACC, thì chúng ta vẫn chưa có những bằng chứng rõ ràng cho thấy các trị liệu có thể làm giảm được, đặc biệt là tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch cũng như là tái nhập viện do suy tim ở các bệnh nhân có suy tim có phân suất tống máu thất trái bảo tồn. Ví dụ như nghiên cứu Paragon HF, chúng ta biết là acne đã rất rõ ràng là việc giảm tỷ lệ tử vong, tái nhập viện do suy tim ở các bệnh nhân phân suất tống máu thất trái giảm khi so với trên nền tảng điều trị bằng enalapril 10mg 2 lần mỗi ngày. Như vậy là một hiệu quả rất cao. Nhưng khi thử nghiệm trên những bệnh nhân suy tim với EF bảo tồn thì chỉ thấy là có thể giảm được các cái tiêu chí trung gian như là NT-proBNP, nhưng các tiêu chí lâm sàng chúng ta vẫn còn chờ đợi thêm. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong thời điểm hiện tại? Có lẽ là chắc là thầy Việt cũng sẽ đồng ý là chúng ta sẽ tiếp cận tổng hòa các bệnh nhân suy tim EF bảo tồn ở khía cạnh là giải quyết các yếu tố nguy cơ cũng như các bệnh lý nền như tăng huyết áp, như là rung nhĩ, như là điều trị hội chứng chuyển hóa vân vân, và chúng ta sẽ trông chờ vào tương lai những kết quả tốt đẹp hơn để có thể giúp đỡ các nhóm bệnh nhân rất đặc biệt này. Dạ vâng ạ. Bản thân tôi thì trong quá trình thực hành lâm sàng thì cũng rất là đồng ý với tiến sĩ Phong ạ. Rõ ràng là theo tuổi thì chức năng tâm trương là sẽ bị giảm sinh lý. Vậy thì khi mà với cái sự già hóa của dân số chúng ta hiện nay thì việc mà rối loạn chức năng tâm trương, gánh nặng của suy tim tâm trương sẽ là một cái xu thế tất yếu, và đây cũng là một thách thức trong của các nhà thực hành lâm sàng tim mạch ạ. Dạ vâng ạ, thưa quý vị, phần trả lời của hai vị khách mời đã kết thúc cho chương trình, đã kết thúc ở phần 1 của chương trình. Và ngay sau đây để tiếp tục, tiến sĩ Phạm Minh Tuấn đến từ Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội sẽ gửi đến quý đồng nghiệp vấn đề cập nhật rất phổ biến tại mọi tuyến y tế, đó chính là rối loạn lipid máu. Và ngay sau đây xin mời trình bày của tiến sĩ Tuấn ạ. Kính thưa các quý vị đồng nghiệp, hàng năm hàng loạt các cái cập nhật nghiên cứu về việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch đã được ra đời và giúp cho việc điều trị những bệnh lý bệnh tim mạch do xơ vữa ngày càng được tối ưu, giúp giảm tỷ lệ tử vong và giảm các biến cố tim mạch chính. Trong đó thì hàng loạt các nghiên cứu về kiểm soát tốt các lipid máu cũng được ra đời và chúng ta cũng được hưởng lợi từ những việc đó. Hàng loạt các cái nghiên cứu randomized mù đôi đa trung tâm ra đời và giúp chúng ta đi đến một cái khẳng định là giúp kiểm soát tốt LDL-C càng sớm thì càng giảm biến cố tim mạch. Đặc biệt là những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ, ví dụ như bệnh nhân tăng huyết áp mà tiểu đường, thì việc chúng ta kiểm soát tốt con số huyết áp và con số HbA1c kèm theo kiểm soát tốt LDL-C ở mức độ thấp thì giúp cho làm giảm tỷ lệ tử vong chung, giảm tỷ lệ biến cố tim mạch chính và giúp cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch do xơ vữa thì chúng ta biết là nền tảng của các cái biến cố tim mạch đó là việc tiến triển của các mảng xơ vữa. Do đó để thoái triển các mảng xơ vữa cần phải hạ LDL-C một cách tích cực, và khuyến cáo năm 2011, năm 2012 của ESC cũng đã ra những cái guideline cho chúng ta về việc kiểm soát LDL-C so với lúc vào viện đối với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao có thể đến trên 50% con số lúc vào, mức độ trung bình là từ khoảng 30 đến 50% và mức độ thấp là giảm chỉ dưới 30% so với con số lúc vào, và đưa ra các cái liều statin cũng như là các loại statin phù hợp để chúng ta đạt được cái LDL-C mục đích. Xin điểm qua đây, ESC khuyến cáo của ESC năm 2015
thì người ta đưa ra khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng statin ngay khi bệnh nhân vào với cái liều mục đích là để giảm trên 50% đối với những bệnh nhân non-STEMI. Và thứ hai, cũng tương tự như vậy, khuyến cáo năm 2017 của ESC, chúng ta cũng sử dụng các statin mạnh liều cao với mục tiêu là làm giảm cái LDL-C mục tiêu xuống dưới 1,8 mmol trên lít hoặc là giảm trên 50% cái con số lúc vào ở những bệnh nhân STEMI. Và đến năm 2019, tổng hợp lại các nghiên cứu cũng như là các cái thống kê từ trước đối với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch thấp, vừa và cao, đặc biệt khẳng định lại đối với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch rất cao, ví dụ những bệnh nhân có chỉ số score trên 10, có tăng cholesterol gia đình hoặc là có những bệnh lý tim mạch xơ vữa và các yếu tố nguy cơ khác, cũng như là nếu như có tổn thương thận, bệnh thận mãn tính, đái tháo đường, thì cái việc kiểm soát LDL-C mức 1,4 mmol trên lít là vô cùng quan trọng. Sau đây xin điểm qua một số các cái nghiên cứu đã được báo cáo năm 2020 về góp phần kiểm soát tốt LDL-C mục tiêu. Trước hết xin đi qua chuỗi nghiên cứu Orion, là những chuỗi nghiên cứu pha 3 nhằm hỗ trợ cho việc duy trì và kiểm soát cái mức LDL-C mục tiêu. Ngoài cái việc thay đổi lối sống và sử dụng statin như một điều trị nền tảng để điều trị các cái bệnh lý tim mạch do xơ vữa, thì người ta sử dụng thêm một cái chất để ức chế PCSK9, là một trong protein vận chuyển LDL-C rất quan trọng trong cơ thể. Và cái liều inclisiridian là liều 284 mg, và so sánh với cái nhóm chứng là nhóm không được sử dụng inclisiridian. Và cái cách sử dụng là gì? Đó là chúng ta sử dụng inclisiridian 6 tháng một lần và bệnh nhân được theo dõi trong suốt 18 tháng. Tiêu chuẩn nhận bệnh nhân ở nghiên cứu Orion là những bệnh nhân trên 18 tuổi đang điều trị nền tảng statin, có thể sử dụng ezetimibe và đồng ý tham gia nghiên cứu. Đối với những bệnh nhân mà đã có tiền sử sử dụng được cái chất ức chế PCSK9 hoặc là có những biến cố tim mạch trong vòng 3 tháng, hoặc những bệnh nhân mà có NIHA3, suy tim NIHA3 hoặc là suy tim chức năng tâm tu rất trái giảm, thì người ta loại trừ khỏi nghiên cứu. Người ta thấy rằng sau kết quả sau 30 ngày, sau 30 ngày, sau 3 tháng và sau 18 tháng ở hai nhóm bệnh nhân, thì cái nồng độ bệnh nhân được kiểm soát LDL-C, nồng độ LDL-C được kiểm soát ở những bệnh nhân được sử dụng inclisiridian tốt hơn hẳn so với cả nhóm bệnh nhân không được sử dụng inclisiridian, và con số này có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Và suốt trong vòng 18 tháng nghiên cứu thì người ta thấy là ngay từ những tháng thứ 3 trở đi, thì khi bệnh nhân được làm xét nghiệm LDL-C thì người ta thấy là cái thay đổi nồng độ LDL-C giữa hai nhóm là khác biệt rất lớn, và delta đến 55% ở hai cái nhóm nghiên cứu và cái nhóm không được sử dụng inclisiridian. Và so sánh dưới nhóm ở những bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu từ tuổi, giới, các cái nhóm bệnh phối hợp, các cái bệnh lý đái tháo đường hoặc là bệnh lý về xơ vữa, thì người ta thấy rằng kể cả những bệnh nhân có tổn thương bệnh thận mạn, thì khi sử dụng inclisiridian, người ta thấy rằng việc kiểm soát LDL-C mục tiêu tốt hơn hẳn so với nhóm không được kiểm soát, không được sử dụng LDL-C, không được sử dụng inclisiridian. Và khi đánh giá cái tác dụng phụ ở hai nhóm này, thì người ta thấy rằng cái tác dụng phụ như là viêm hầu họng này, rồi tăng huyết áp hoặc là bị dị ứng, cũng như là tổn thương gan, tổn thương thận nặng hơn, đau cơ, hay là bệnh nhân bị sưng, tăng cái kích thước của gan lên, hai nhóm là tương đương nhau. Từ những thông tin trên thì cái nghiên cứu Orion pha 3 này đưa ra một số kết luận như sau. Với cái liều inclisiridian 284 mg mỗi 8 tháng thì người ta thấy rằng việc kiểm soát LDL-C tốt hơn so với cả nhóm bệnh nhân không được kiểm soát. Và cái độ an toàn của inclisiridian so với cả cái nhóm không được sử dụng là tương đương nhau. Sau đây tôi xin phép đi qua cái nghiên cứu thứ hai, là nghiên cứu Reduce It, là việc người ta sử dụng cái EPA, là viết tắt của cái eicosapent ethyl, là một acid béo omega 3, được góp phần, người ta đánh giá xem sau 6 năm sử dụng thì góp phần vào việc kiểm soát triglycerides tốt hơn, có giúp kiểm soát thêm được giảm tỷ lệ tử vong, giảm tỷ lệ tái nhập viện và các cái biến cố tim mạch hay không. Nghiên cứu này được tiến hành chia thành hai nhóm. Hai nhóm cũng được điều trị nền tảng là statin, các cái thuốc điều trị về rối loạn chuyển hóa hoặc là các cái thuốc điều trị nền tảng khác. Thì sau khi screen thì được chia ra thành hai nhóm. Một là nhóm được sử dụng EPA, nhóm thứ hai là nhóm không được sử dụng EPA, và được tiến hành nghiên cứu theo dõi trong vòng 6 năm, và mục tiêu là đánh giá các cái biến cố có xảy ra lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 hay không. Thì trong quá trình 6 năm,
thì các bệnh nhân này đều được làm các nghiên cứu, các cái xét nghiệm để định lượng EPA trong huyết tương, và người ta thấy rằng trong lần lượt 6 năm thì cái nồng độ EPA những bệnh nhân có sử dụng cái eicosapentaenoic acid cao hơn so với cả những bệnh nhân không được sử dụng. Kèm theo đó khi làm xét nghiệm thường quy thì người ta thấy rằng cái nồng độ triglyceride ở nhóm có sử dụng EPA so với cả nhóm không sử dụng EPA là khác biệt có ý nghĩa thống kê. Đối với những nhóm có sử dụng thì cái triglyceride được sự kiểm soát ở mức nền tảng tốt hơn hẳn, và cái khác biệt này có giá trị thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Khi đánh giá về các cái biến cố có thể xảy ra trong vòng 6 năm thì người ta thấy với cái tỷ lệ biến cố giảm hơn hẳn so với cả cái nhóm chứng thì bệnh nhân được sử dụng eicosapentaenoic acid có thứ nhất là cái tỷ lệ biến cố xảy ra lần thứ nhất giảm trên 25%, biến cố lần thứ hai giảm trên 32%, lần thứ ba giảm trên 31%, và biến cố lần thứ tư giảm trên 48% so với nhóm không được sử dụng eicosapentaenoic. Tuy nhiên, cái nghiên cứu này có một số các cái điểm mà chúng ta cũng cần phải hút tắt lại, đó là có khoảng 14% bệnh nhân không được sử dụng cũng như không được đánh giá được cái EPA nền. Và thứ hai là chúng ta cũng cần biết là axit béo omega 3 không phải là cái axit béo duy nhất nó chứa duy nhất EPA, mà nó còn chứa nhiều loại axit béo khác. Do đó cái nồng độ EPA trong các cái thuốc gọi là omega 3 axit chưa hẳn đã đem lại một cái nồng độ EPA là 4 gram trên ngày giống như là chúng ta sử dụng cho bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu. Từ hai nghiên cứu trên thì người ta thấy đưa ra một kết luận như sau, là việc điều trị để giảm làm thoái triển màng xơ vữa là đóng vai trò then chốt trong cái việc giảm các biến cố tim mạch, giảm tử vong, và statin vẫn là nền tảng giúp giảm các biến cố cho những bệnh nhân có bệnh động mạch vành. Thứ hai là inclisiran là với cái liều là 284mg mỗi 6 tháng góp phần giảm LDL-C tốt hơn và giúp giảm các biến cố tim mạch sau 18 tháng theo dõi. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể góp phần vào điều trị để kiểm soát LDL-C tốt hơn. Thứ ba là việc phối hợp điều trị tiêu chuẩn thì người ta có thể dùng EPA, đó là eicosapentaenoic acid với liều 4g một ngày cũng góp phần kiểm soát tốt triglyceride và giúp giảm biến cố tim mạch trong quá trình theo dõi trong 6 năm ở bệnh nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Phạm Minh Tuấn về các nghiên cứu liên quan đến rối loạn lipid máu. Tiếp theo chúng ta sẽ trở lại với trường quay để bàn luận cùng các chuyên gia khách mời về các nghiên cứu vừa được trình bày ạ. Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lương Việt ạ, câu đòi hỏi đầu tiên xin dành cho thầy ạ. Câu hỏi của một bạn bác sĩ tên là Hương đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Thưa giáo sư, dưới góc nhìn chuyên gia, thầy có thể giải thích tại sao trong lịch sử điều trị hạ lipid máu, ngưỡng mục tiêu ngày càng thấp, và liệu có tồn tại đường cong di trong điều trị hạ lipid máu hay không ạ? Vâng, đây câu hỏi rất hay. Tôi cho là thế này, chúng ta phải hiểu là thế này. Vấn đề quan trọng nhất, vấn đề cơ bản nhất ở trong các cái bệnh lý tim mạch, nó là xơ vữa động mạch. Từ xơ vữa động mạch thì nó gây ra hẹp hay là tắc các mạch máu. Nếu mà tắc mạch não gây nhồi máu não, tắc mạch vành gây nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi gây ra các cái hoại tử chi, vân vân. Thế thì cái một trong những nguyên nhân quan trọng để gây ra xơ vữa động mạch đấy là do rối loạn lipid máu, mà nhất là do tăng của LDL là cholesterol. Thế trở lại vấn đề thì người ta đã có rất nhiều các thử nghiệm, rất nhiều các nghiên cứu, người ta đã chứng minh là cái vai trò của các cái thuốc để là giảm LDL cholesterol. Thế nhưng mà tại sao lại cứ phải giảm đi? Thì qua các thử nghiệm người ta thấy là nếu mà càng giảm được LDL cholesterol, nhất là làm giảm sớm chứ không phải đợi muộn quá, họ là giảm sớm. Thứ hai là giảm được đủ mạnh thì cái hiệu quả, cái tác dụng đưa lại nó càng nhiều. Và phải, tức là y học phải dựa bằng chứng. Thế qua các thử nghiệm đó người ta thấy là nếu mà chúng ta cứ càng giảm được cái mức LDL cholesterol, càng giảm sớm đi thì cái hiệu quả bảo vệ cho các cái phủ tạng trong cơ thể nó càng tốt, các cái bệnh lý nó càng được giảm bớt đi. Thì câu hỏi rất hay là thế bây giờ có phải là cứ giảm đến mức về zero không? Đúng không ạ? Có thể vậy có tồn tại một cái gọi là đường cong G như là trong huyết áp không? À. Theo tôi thì đúng là phải có cái đường cong G đó. Vì sao? Vì chúng ta hiểu là này, cholesterol thì không phải là vứt đi. Đúng không? Cholesterol là một cái thành phần rất quan trọng để xây dựng màng tế bào, để mà tạo nên các cái hormone trong cơ thể, nhất là các cái hormone sinh dục.
Vì vậy tức là nó là rất cần chứ. Nhưng mà nếu mà nó nhiều lên, nhất là nó dư thừa, thì nó lại trở thành cái yếu tố gọi là nguy cơ. Do đó thì chúng ta cần phải chú ý để giảm nó, nhưng không phải là giảm tới mức gọi là quá thấp được. Mà trên thực tế chúng ta cũng không giảm đến cái mức quá thấp ấy được. Và chúng ta nhớ là này, chỉ có một cái là trước đây cái mục tiêu để giảm LDL cholesterol thì người ta cố gắng là nhất những trường hợp nguy cơ rất cao đấy, là dưới 1,8 milimol. Nhưng bây giờ người ta thấy là phải giảm đến dưới 1,4 milimol. Cái đó là chúng ta cần chú ý và phải cố gắng để mà đạt được. Thế thì nhất là qua các cái nghiên cứu về statin chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà các thuốc ức chế PCSK9 chúng ta lại thêm một cái vũ khí mới rồi. Gần đây lại có thêm hai cái nghiên cứu, trong đó là cái inclisiran mà lại mỗi 6 tháng. Thì tôi thấy là cũng là một cái rất là một cái thông tin rất là mới, mà rất là vui đối với các thầy thuốc là sắp sửa có thêm một cái vũ khí mới để cho sử dụng cho người bệnh, đúng không ạ? Hoặc là EPA, đúng không ạ? Tất cả các thứ thì tôi nghĩ là đây là các thuốc chưa có Việt Nam, nhưng hy vọng là nó sẽ về tới Việt Nam và với các cái kết quả nghiên cứu đó thì có thể ứng dụng cho các bệnh nhân của chúng ta, nhất là những bệnh nhân gọi là rất là khó điều trị hoặc là kháng với các điều trị thông thường. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn đã phần trả lời của giáo sư Việt ạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo là xin dành cho tiến sĩ Phong ạ. Thưa tiến sĩ là hiện nay thì có hai thuốc mới mà như giáo sư Việt và trong trình bày của tiến sĩ Tuấn, đó chính là inclisiran và EPA. Vậy thì theo tiến sĩ là với hai cái thuốc mới này, liệu nó có khả thi trong áp dụng thực hành điều trị hạ lipid máu tại Việt Nam không ạ? Vâng, thực ra thì để một trị liệu mà đưa vào thực tiễn điều trị, nó phải hội tụ rất nhiều các yếu tố. Thứ nhất là nó phải có những cái bằng chứng lâm sàng thuyết phục qua các thử nghiệm, đặc biệt là các randomized clinical trial. Thứ hai nữa là nó phải có một hồ sơ an toàn tương đối tốt để có thể đánh bại được những cái trị liệu đương nhiệm. Và thứ ba nữa là nó phải giải quyết được những vấn đề của thực tiễn. Và chúng tôi thấy là trong thực tiễn điều trị các bệnh nhân rối loạn lipid máu thì chúng ta thấy là có khá nhiều các bệnh nhân khi chúng ta đã sử dụng liều statin tối ưu bệnh nhân có thể dung nạp được mà chúng ta vẫn chưa kiểm soát được mục tiêu. Trong khi thực tiễn đòi hỏi là ngày càng giảm hơn cái chỉ số LDL cholesterol, đặc biệt các bệnh nhân nguy cơ rất cao, như giáo sư Việt vừa nói là dưới 1,45 cho các bệnh nhân nguy cơ cao như vậy, thì rõ ràng là thực tiễn sẽ đòi hỏi chúng ta cần thêm những cái công cụ mới. Mặc dù bây giờ statin đã rất tốt để có thể giải quyết vấn đề kiểm soát lipid máu cho phần lớn các bệnh nhân, nhưng theo tôi thì rõ ràng là hai thuốc mới là inclisiran và EPA đã có những cái bằng chứng hết sức quan trọng và có tính thậm chí có thể nói là khá đột phá trong diễn đàn ACC. Và tới đây khi mà có sẵn tại Việt Nam thì tôi nghĩ là sẽ được các cộng đồng tim mạch đón nhận. Tuy nhiên là ở khía cạnh chi phí, hiệu quả chúng ta cũng cần cân nhắc. Nhưng mà sẽ có những bệnh nhân trong thực tiễn rất là hắc búa, đòi hỏi chúng ta cần phải tìm kiếm những trị liệu mới như vậy. Vâng ạ, dạ hoàn toàn đồng ý với hai vị khách mời ạ. Quả thật là khi mà bản thân trong thực hành lâm sàng, khi mà mình dùng một cái thuốc mới thì ngoài việc hiệu quả điều trị thì còn tính an toàn nữa. Ví dụ chẳng hạn như với nhóm statin thì đã có những nghiên cứu mà chỉ ra có dù là một tỷ lệ khá là nhỏ thôi làm tăng nguy cơ đái tháo đường mới mắc hay là mới xuất hiện ung thư. Thì rõ ràng là khi mà mình bắt đầu sử dụng một cái thuốc nào đó mà khi mới chỉ thời gian nghiên cứu và theo dõi dọc chưa lâu thì vâng ạ, thì cái tính thận trọng của những nhà thực hành lâm sàng là hoàn toàn xác đáng ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn các chuyên gia về phần thảo luận vừa rồi ạ. Ở phần tiếp theo của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Viên Hoàng Long đến từ Viện Tim Mạch Quốc gia sẽ trình bày một chủ đề rất là sôi nổi trong nhịp học hiện nhân nay, đó chính là triệt đốt dung nhĩ và bít tiểu nhĩ trái. Đến năm nay 2020 chúng ta đã ghi nhận những tiến bộ gì? Xin mời quý đồng nghiệp hãy cùng theo dõi. Kính chào quý vị các bạn. Năm 2020, Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ đã đưa ra hai nghiên cứu lớn nhất về dung nhĩ, đó là nghiên cứu venous trial và nghiên cứu sổ bộ về đóng tiểu nhĩ trái qua đường ống thông. Thì tại sao nghiên cứu dung nhĩ lại được quan tâm nhiều như vậy? Khác với những loại rối niệm nhịp khác, dung nhĩ gây ra biến chứng nặng nề trong cộng đồng, thậm chí gây lại cho bệnh nhân tai biến hoặc tử vong. Chính vì vậy, đây là nghiên cứu những nhóm bệnh nhân được quan tâm nhất trên thế giới hiện nay. Và ngoài với Hoa Kỳ hay các nước phát triển khác, thì thậm chí tại Việt Nam là những cái nước đang phát triển thì tỷ lệ nhập viện do dung nhĩ trên nền dân số là ngày một tăng lên. Hiện nay chúng ta được chia ra làm 3 loại dung nhĩ, bao gồm dung nhĩ cơn là những trường hợp xuất hiện dung nhĩ mà tự hết trong vòng 48 tiếng, dung nhĩ bền bỉ kéo dài trong trên 7 ngày, và những trường hợp dung nhĩ mãn tính là khi bác sĩ và bệnh nhân chấp nhận là chúng ta không thể chuyển được xoang nữa.
Từ năm 1994 thì các tác giả như các giả Hasenger đã lần đầu tiên ứng dụng năng lượng sóng RF để điều trị rung nhĩ, và qua hơn 20 năm hình thành và phát triển thì hiện nay kỹ thuật điều trị rung nhĩ qua đường ống thông đã ngày một cải thiện và để lại cho chúng ta nhiều cái hy vọng lớn lao hơn. Và đối với việc chúng ta chuyển nhịp cho bệnh nhân bằng điều trị sốc điện, điều trị phẫu thuật hoặc là RF thì đây chính là cách duy nhất để giúp cho bệnh nhân cải thiện triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp cho bệnh nhân hòa nhập vào xã hội tốt hơn. Khi các nghiên cứu tiến hành so sánh việc chúng ta duy trì nhịp xoang bằng thuốc hay chúng ta tiến hành can thiệp, thì kể cả những nghiên cứu đơn giản theo dõi cho bệnh nhân trong vòng 8 tháng đến những trường hợp kéo dài đến tận 60 tháng, thì thấy rằng việc chúng ta can thiệp cho bệnh nhân bằng qua đường ống thông sẽ giúp cho bệnh nhân duy trì nhịp xoang tốt hơn cũng như giảm tất cả các loại biến cố dành cho bệnh nhân. Và Hội Tim Mạch Học Châu Âu năm 2019 đã nhận định rằng việc chúng ta tiến hành can thiệp rung nhĩ cho bệnh nhân qua đường ống thông có lẽ là tốt hơn gấp 10 lần so với việc điều trị thuốc đơn thuần. Ngược lại thì chúng ta có hai loại rung nhĩ, thì đối với rung nhĩ cơn, cái kết quả kết cục dành cho bệnh nhân sau tiến hành can thiệp khá là tốt. Chúng ta duy trì được nhịp xoang cho bệnh nhân trong vòng 270 ngày đến tận là 75,7% và cải thiện cho bệnh nhân rất nhiều về mặt triệu chứng cũng như các biến cố cho bệnh nhân. Nhưng tỷ lệ thành công đối với nhóm rung nhĩ bền bỉ lại chưa thực sự được như mong đợi. Khi chúng ta theo dõi những bệnh nhân được tiến hành can thiệp rung nhĩ chỉ với một lần can thiệp trong vòng 40 tháng, tỷ lệ chúng ta duy trì được nhịp xoang chỉ có 27%. Và khi chúng ta tiến hành can thiệp triệt đốt lại nhiều lần mà kết hợp với điều trị thuốc thì chúng ta mới đẩy được cái tỷ lệ thành công này lên đến 79%. Nhưng trung bình mỗi bệnh nhân này cần đến 2,3 cộng trừ 0,6 lần tiến hành can thiệp. Tại sao rung nhĩ bền bỉ lại có tỷ lệ thành công thấp như vậy? Vì bản chất hiện nay cơ chế hình thành rung nhĩ là những giả thuyết mà chúng ta chưa thực sự chứng minh được. Và rung nhĩ càng kéo dài thì càng có nhiều thành phần khác ngoài những cái ổ đơn độc trong tĩnh mạch phổi tham gia vào hình thành cơ chất. Và năm 2017 thì đây là cái khuyến cáo mới nhất về tiến hành can thiệp rung nhĩ qua đường ống thông. Ngoài việc cô lập tĩnh mạch phổi, chúng ta có thể triệt đốt thêm các đường khác của nhĩ trái, hay gọi là linear ablation, chúng ta có thể triệt đốt thành sau của nhĩ trái, chúng ta triệt đốt những cái vùng phân mảnh điện học phức tạp ở trong nhĩ trái, triệt đốt những vùng điện thế thấp. Hay ngoài cái việc triệt đốt rất nhiều trong nhĩ trái, các tác giả còn cố gắng tiến hành nhiều cái can thiệp khác để qua đó tăng tỷ thành công, ví dụ như chúng ta triệt đốt từ ngoại mạc, chúng ta triệt đốt các hạch thần kinh giao cảm, hoặc thậm chí là triệt đốt cái vùng thần kinh giao cảm động mạch thận rất xa của nhĩ trái. Nhưng tất cả các phương pháp này đều chưa đẩy được cái mức độ thành công của điều trị rung nhĩ bền bỉ qua đường ống thông lên một cách đáng chấp nhận được. Vì vậy, khuyến cáo hiện nay đối với việc điều trị rung nhĩ qua đường ống thông vẫn là cô lập tốt tĩnh mạch phổi và tất cả các phương án khác đều là nằm ở mức 2B. Chính vì vậy, thực tế là khi chúng ta tiến hành theo dõi các bệnh nhân sau khi triệt đốt rung nhĩ bền bỉ thì thấy rằng có một tỷ lệ từ 23 đến 66% các bệnh nhân xuất hiện lại những cái cơn cuồng nhĩ hoặc nhanh nhĩ mà khởi phát lại nằm ở cái vùng ismuth của vòng van hai lá. Và cái vùng này là cái cơ chất cực kỳ đặc biệt khi rất khó để cho các bác sĩ tiến hành can thiệp điều trị và triệt đốt một cách hoàn toàn cái vùng cơ chất đặc biệt này. Và có một điều là các bác sĩ cũng đã nhận ra rằng tại cái vùng này có một cái nhánh tĩnh mạch, đó là những tĩnh mạch mơ sổ là cấp máu cho cái vùng cơ chất đặc biệt này. Và các bác sĩ đã nhận ra rằng là khi chúng ta tiến hành bơm cồn vào cái nhánh tĩnh mạch mơ sổ này thì sẽ làm cho cái vùng cơ tim và đặc biệt là cái vùng ismuth của van hai lá trở nên bị hoại tử và tạo ra vùng sẹo, giúp chúng ta tăng tỷ lệ thành công hơn. Thì trước với nghiên cứu Venus thì các bệnh nhân sẽ được tiến hành bơm cồn vào trong nhánh tĩnh mạch mơ sổ và làm lại cái bản đồ nội mạc đánh giá điện thế của quả tim và nhìn thấy rằng cái vùng ismuth cũng như cái vùng thành trước của tĩnh mạch phổi trái trở nên là cái vùng sẹo hóa. Các bệnh nhân được sau khi được tiến hành bơm cồn thì được tạo nhịp một cách rất mạnh mẽ tại vùng tĩnh mạch mơ sổ và để thấy rằng sau khi triệt đốt chúng ta không gây lại được cơn rung nhĩ nữa. Đối với cả nghiên cứu Venus này thì cái mục tiêu nghiên cứu chính là tăng tỷ lệ thoát khỏi xuất hiện những cái rối loạn nhịp như rung nhĩ và nhanh nhĩ cho bệnh nhân, và mục tiêu là chúng ta sẽ giảm được cái triệu chứng xuất hiện của rối loạn nhịp cho bệnh nhân khi theo dõi. Các bệnh nhân được đưa vào trong nghiên cứu là bao gồm những bệnh nhân có độ tuổi từ 18 đến 85 tuổi, rung nhĩ bền bỉ có triệu chứng, đã trơ với một trong những các cái loại thuốc điều trị rối loạn nhịp. Và đây chính là cái hướng tiếp cận những bệnh nhân theo khuyến cáo của cả Hội Tim Mạch Học Châu Âu lẫn Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ.
Và những cái bệnh nhân bị loại khỏi nghiên cứu đó là sẽ là những bệnh nhân mà có kích thước nhĩ trái quá lớn, lớn hơn 65mm hoặc 200ml, đây là những có tỷ lệ thành công thấp, và những trường hợp suy tim với chức năng thâm tú thất trái dưới 30%. Nghiên cứu được bao gồm hơn 300 bệnh nhân, có 156 bệnh nhân được tiến hành triệt đốt đơn thuần và 180 bệnh nhân được tiến hành triệt đốt cộng với cả bơm cồn và tĩnh mạch phổi và theo dõi trong vòng 12 tháng. Thì đối với cả những trường hợp bệnh nhân được tiến hành can thiệp thì sau khi tiến hành cô lập 4 tĩnh mạch phổi thì tùy vào bác sĩ sẽ lựa chọn cái phương thức đốt tiếp theo, có thể đốt thành sau, đốt vùng isthmus của van hai lá hoặc là đốt những cái phân mảnh điện học trong nhĩ trái. Thì trong 185 bệnh nhân được tiến hành vừa triệt đốt và vừa bơm cồn và tĩnh mạch Marshall thì có 30 trường hợp là chúng ta bơm cồn không thành công và có 155 trường hợp là bệnh nhân được bơm cồn thành công và triệt đốt kèm theo. Thì đây là cái nền bệnh nhân của trong nhóm nghiên cứu. Thì có vẻ như trong những bệnh nhân mà được tiến hành vừa triệt đốt và vừa bơm cồn và tĩnh mạch Marshall thì cái kích thước của nhĩ trái có xu hướng là có vẻ nhỏ hơn, nhưng ngược lại thì cái tỷ lệ bệnh nhân dung nhĩ bền bỉ mà kéo dài trên 1 năm trong cái nhóm mà vừa được triệt đốt và bơm cồn lại có vẻ lại cao hơn một chút. Thì chính vì chúng ta đã tiến hành vừa triệt đốt và vừa bơm cồn vào tĩnh mạch Marshall nên chính vì vậy nên cái thời gian chúng ta làm thủ thuật cũng như thời gian chiếu tia của chúng ta là đương nhiên sẽ tăng lên. Nhưng tuy nhiên khi chúng ta tiến hành bơm cồn và tĩnh mạch Marshall thì sẽ tăng tỷ lệ khẳng định là chúng ta đã block hoàn toàn dẫn truyền qua vùng isthmus của van hai lá. Và qua đó thì cái kết quả cho thấy rằng trong những cái nhóm bệnh nhân được bơm cồn và tiến hành triệt đốt thì chúng ta duy trì được nhịp xoang đến tận 51,6%. Trong khi đó nếu chúng ta chỉ triệt đốt đơn thuần chúng ta chỉ duy trì nhịp xoang được có 38% và với P là 0,015 rất có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt là kể cả chỉ đánh giá về mặt triệu chứng trên lâm sàng cũng như là việc chúng ta theo dõi monitor thì tất cả những cái nhóm bệnh nhân được tiến hành bơm cồn vào nhà tĩnh mạch Marshall kết hợp với triệt đốt thì có hiệu quả duy trì cao hơn hẳn. Mặc dù vậy, với sự kỳ vọng như vậy, nhưng khi theo dõi một cách dài hơn đến tận gần 1 năm thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta tiến hành bơm cồn vào tĩnh mạch Marshall kết hợp với triệt đốt, thực tế rằng chúng ta nâng được cái tỷ lệ thành công của bệnh nhân lên được khoảng từ 5-10% mà thôi. Nhưng ngược lại thì đối với cả những trường hợp mà chúng ta tiến hành tiêm cồn cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ được tăng cái tỷ lệ thành công và giảm cái tần suất chúng ta phải tiến hành triệt đốt ở cái lần thứ hai cho bệnh nhân. Và cuối cùng thì đối với cả những cái thủ thuật mới này thì có một cái biến cố nó vượt trội hơn so với kiểu việc chúng ta triệt đốt đơn thuần là thường bệnh nhân thường phải có quá tải dịch và chúng ta thường sẽ phải dùng lợi tiểu cho bệnh nhân. Và kết luận của nghiên cứu thì có vẻ như trên nền những bệnh nhân dung nhĩ bền bỉ thì khi chúng ta tiến hành bơm cồn kết hợp với việc điều trị triệt đốt đơn thuần sẽ tăng cái tỷ lệ thành công cho bệnh nhân, mặc dù có thể làm tăng cái tỷ lệ xuất hiện quá tải dịch. Đến với nghiên cứu thứ hai đó là nghiên cứu sổ bộ về đóng tiểu nhĩ trái qua đường ống thông. Thì đối với tiểu nhĩ trái thì đây sẽ là nơi đóng góp 90% xuất hiện cái huyết khối và hình thành trong dung nhĩ. Và đối với việc dung nhĩ thì việc điều trị dùng chống đông để bảo vệ cho bệnh nhân khỏi những biến cố tắc mạch là vô cùng quan trọng. Nhưng không phải bệnh nhân nào cũng đáp ứng với cái việc điều trị đó. Chính vì vậy hình thành chúng ta tiến hành can thiệp để bít tiểu nhĩ trái trong những trường hợp bệnh nhân không dùng được hoặc không mong muốn dùng thuốc chống đông. Thì đối với nghiên cứu sổ bộ đóng tiểu nhĩ trái qua đường ống thông thì trong vòng 3 năm từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018 thì đã có 38.000 bệnh nhân được tiến hành bít tiểu nhĩ trái qua đường ống thông và số lượng bác sĩ tham gia vào cái thủ thuật này lên tới gần 1.400 bác sĩ với qua 400 bệnh viện. So sánh nghiên cứu sổ bộ này so với cả hai nghiên cứu đã được đưa vào khuyến cáo đó là nghiên cứu Protect AF và nghiên cứu Prevo thì có vẻ như số lượng bệnh nhân hiện nay của nghiên cứu sổ bộ đóng tiểu nhĩ trái qua đường ống thông có điểm chát vát là cao hơn và có cái tỷ lệ xuất hiện cái điểm Hasblet score là cao hơn so với các nghiên cứu trước. Có thể thấy rằng là trong những nghiên cứu mới này số lượng bệnh nhân có nguy cơ tai biến là cao hơn cũng như có nguy cơ chảy máu là cao hơn. Nhưng dựa trên cái số liệu bệnh nhân phức tạp như vậy thì nghiên cứu gần đây nhất lại có cái tỷ lệ thành công cao nhất lên tới 98,3%. Mà kết hợp với đó là cái tỷ lệ xuất hiện biến cố, toàn bộ xuất hiện biến cố xuất hiện trong bệnh viện chỉ có 2,16% và tỷ lệ xuất hiện những cái biến cố nặng nề như tử vong, ngừng tim hoặc là xuất hiện tai biến chỉ có 0,1 đến 0,2% mà thôi.
Vậy kết luận thì đối với nghiên cứu Venus Trial thì đã mở ra một phương pháp tiếp cận mới kèm theo chế độ tiêu chuẩn giúp tăng thêm tỷ lệ duy trì nhịp xoang cho các bệnh nhân dung nhĩ bền bỉ. Còn nghiên cứu sổ bộ phải đóng tiểu nhĩ trái cho thấy sự phát triển của kỹ thuật mới này tại Hoa Kỳ ngày càng được phát triển rộng rãi hơn với số lượng bệnh nhân đông hơn, phức tạp hơn, tuy nhiên tỷ lệ thành công lại cao hơn và ít biến chứng hơn. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Long. Chúng ta sẽ trở lại trường quay cùng với phần thảo luận. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên thì chắc là xin dành cho tiến sĩ Phan Đình Phong, chuyên gia nhịp học của chúng ta có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đến từ một bạn đồng nghiệp ở trong Đắk Lắk ạ. Thưa tiến sĩ, tôi được biết rằng tiến sĩ hiện nay tại Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam có can thiệp đốt dung nhĩ thường quy. Vậy thì hiện nay tỷ lệ thành công trong đốt dung nhĩ cũng như duy trì nhịp xoang trên thế giới và Việt Nam như thế nào ạ? Vâng, đây là một câu hỏi rất hay. Và đúng là Viện Tim Mạch Việt Nam là một trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đã thực hiện triệt đốt dung nhĩ từ năm 2009. Lúc đầu dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài và sau chúng ta đã dần dần làm thường quy. Và hiện nay thì cũng hàng trăm các bệnh nhân dung nhĩ, phần lớn là dung nhĩ kịch phát có triệu chứng. Một số trường hợp là các bệnh nhân dung nhĩ dai dẳng nhưng thời gian chưa lâu đã được triệt đốt tại Viện Tim Mạch Việt Nam. Thì qua các cái số liệu sổ bộ hiện nay chúng tôi đang có thì thủ thuật nhìn chung là rất là an toàn, có một số biến chứng, tuy nhiên phần lớn đã được khắc phục. Và các cái theo dõi trong vòng 12 tháng được nhóm của bác sĩ Phạm Trần Linh và các cộng sự đã tổng kết thì tỷ lệ duy trì nhịp xoang trong 12 tháng đầu tiên mà không phải dùng các thuốc chống loạn nhịp là khoảng 70-75%. Như vậy thì cái tỷ lệ thành công về triệt đốt dung nhĩ của kỹ thuật này tại Viện Tim Mạch Việt Nam cũng có thể so sánh với nhiều các trung tâm khác ở khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên là vấn đề chúng ta cũng cần phải bàn luận nữa là cái chỉ định dung nhĩ hiện nay thì trên thế giới người ta dần dần dịch chuyển nhiều hơn tới xu hướng sẽ điều trị can thiệp thay cho điều trị bằng thuốc chống loạn nhịp. Và các cái dữ liệu, các cái kết quả nghiên cứu cho thấy các cái tín hiệu rất tích cực từ xu hướng như vậy. Tuy nhiên là khi áp dụng vào thực tiễn Việt Nam thì chúng ta cần cân nhắc hơn về chỉ định. Chúng ta thường chỉ triệt đốt những trường hợp mà rung nhĩ đang giai đoạn kịch phát và có nhiều triệu chứng. Bởi vì hiện nay thì chủ yếu triệt đốt rung nhĩ là giảm triệu chứng và có cả cái cạnh giảm tiên lượng nữa. Nhưng trên những đối tượng bệnh nhân suy tim như là qua nghiên cứu Castle AFib, chúng ta có thể triệt đốt rung nhĩ trong một số trường hợp rung nhĩ dai dẳng nhưng thời gian rung nhĩ dai dẳng chưa lâu. Và chúng tôi cho rằng thời gian khoảng 1 năm là cái mốc có thể tham chiếu khi mà bệnh nhân còn cấu trúc tâm nhĩ còn tương đối tốt, chưa bị sơ hóa nhiều và tuổi bệnh nhân cũng tương đối trẻ, không có nhiều bệnh lý đồng mắc và các yếu tố khác nữa để góp phần cho cái tỷ lệ thành công kỹ thuật tăng lên. Thì quay lại cái nghiên cứu mà bác sĩ Viên Hoàng Long vừa trình bày thì đúng là hiện nay một số bệnh nhân bị tái phát sau thủ thuật đốt điện thường quy là cô lập các tĩnh mạch phổi. Do vậy thì luôn luôn có những câu hỏi thôi thúc các nhà kỹ thuật là tìm kiếm những tiếp cận mới để tăng cái tỷ lệ thành công. Và chúng tôi nghĩ là đối với tĩnh mạch Marshall là cái vấn đề không mới. Cách đây hơn 10 năm, 15 năm thì các trung tâm tại Pháp, tại Đức đã tiến hành triệt đốt cái tĩnh mạch này để giảm cái tỷ lệ tái phát rung nhĩ sau đốt điện thường quy. Tuy nhiên là đây tiếp cận mới là người ta dùng kỹ thuật là đốt bằng cồn, có nghĩa là làm cho hoại tử cục bộ một cái vùng mô tim rất nhỏ nhưng lại hết sức quan trọng cho việc dẫn tới rung nhĩ tái phát hoặc các cái cơn nhanh nhĩ vốn là khá hắc búa sau cái đốt rung nhĩ. Và kết quả từ cái nghiên cứu Venus chúng tôi cho rằng là cũng là một điều rất khích lệ để trong tương lai chúng ta có thể lần lượt áp dụng tại điều trị các bệnh nhân rung nhĩ để mục đích cao hơn cả là để cải thiện tỷ lệ thành công và an toàn cho người bệnh. Xin cảm ơn tiến sĩ Phong ạ. Câu hỏi tiếp theo xin dành cho giáo sư Việt ạ. Thưa thầy, là qua phần chia sẻ của bác sĩ Long cũng như tiến sĩ Phong thì họ là những nhà nhịp học. Thế nên là bản thân em thì có nghĩ rằng là có phần nào đó sẽ có hơi chủ quan và khích lệ cho nhóm bệnh nhân triệt đốt dung nhĩ hay không? Khi mà tỷ lệ thành công như tiến sĩ Phong nói của bác sĩ Phạm Trần Linh và cộng sự thì loanh quanh vào khoảng 75%. Vậy thì khi mà thầy với những bác là nhà thực hành lâm sàng mà tiếp cận bệnh nhân lần đầu, rằng là lần đầu tiên họ chẩn đoán dung nhĩ, họ cũng không biết rõ được rằng là cái thời điểm mà mình bị mắc dung nhĩ là từ bao giờ, thì thầy sẽ ưu tiên là mình dùng thuốc, sau đó thì mình chuyển nhịp xoang ra mình duy trì bằng thuốc, hay là thầy gửi bệnh nhân đi đốt dung nhĩ, hoặc là trong một số trường hợp nào đó thầy lại gửi đi bệnh nhân đi bít tiểu nhĩ trái không ạ? Vâng, tôi cho là câu hỏi rất hay, rất thực tế. Vâng. Nó có một vấn đề tôi phải xin nói các bạn đồng nghiệp là thế này. Đầu tiên là khi mà một bệnh nhân xuất hiện dung nhĩ, tức là người ta chuyển sang một tình trạng nặng rồi,
Cái đó là cái mình cần phải lưu ý đầu tiên. Bình thường là nó nhịp xoang, biển nó sang dung nhĩ là nặng. Thế thì chính vì vậy thì cái dung nhĩ nặng như thế mình lại phải xác định cái đầu tiên là vậy thì cái dung nhĩ này là do nguyên nhân gì? Thì có những bệnh nhân là mình chỉ điều trị cho nó nong được mạch vành. Tự nhiên tất cả các cái triệu chứng dung nhĩ nó hết sạch, nó tưới máu tốt cho cơ tim rồi. Thì nó ấy đi, thì cố gắng là giải quyết cái nguyên nhân đó. Thế thì ngay kể cả trong dung nhĩ lại phải xác định đây là dung nhĩ cơn. Ngay trong dung nhĩ cơn là có trường hợp là rất lâu mới xuất hiện một cái cơn. Nhưng có trường hợp là vài ngày xuất hiện một cái cơn, nó là cũng rất khác nhau. Thế rồi là gì? Dung nhĩ dai dẳng và dung nhĩ mạn tính. Đấy là mình lại phải, tức là rất cá thể hóa trong từng cái trường hợp. Vì sao tôi muốn nói là khi mà thầy thuốc quyết định là sử dụng thuốc hay là can thiệp một cái thủ thuật gì, mình không thể nói cái phác đồ chung được. Mình xem ra là nếu mà cái tâm nhĩ, cái thời gian dung nhĩ này nó dài hay ngắn, cái tâm nhĩ trái này nó to hay là nhỏ. Chúng ta biết là những tâm nhĩ trái mà nó giãn rất to thì cái dung nhĩ đó thường rất là dai dẳng, rất là khó mà đưa về cái nhịp xoang. Hoặc là người ta suy tim nặng quá, hở hai lá quá nhiều, tất cả những nguyên nhân đó là cái rất là khó trong để mà đưa cái dung nhĩ đó nó về được cái nhịp xoang. Thế thì chúng tôi cho rằng thế này, nếu mà theo bản thân chúng tôi thì chúng tôi thấy là cái phương pháp mà điều trị RF để mà điều trị dung nhĩ đấy, nó là phương pháp rất là tiên tiến và gọi là gì, rất là có tính chất thời sự, các nước đang tiến hành rất là nhiều. Nhưng mà dù sao nó cũng là một phương pháp gọi là tiến hành xâm lấn có chảy máu. Thế thành ra là tôi vẫn luôn luôn muốn là thế này, nhất là trong cái điều kiện của Việt Nam. Thì những cái trường hợp mà mới xuất hiện dung nhĩ, đúng không ạ, mà chúng tôi vẫn khuynh hướng là chúng tôi muốn sử dụng thuốc cái đã. Sử dụng thuốc, và có rất nhiều trường hợp chúng ta sử dụng thuốc nó cũng có kết quả, chứ không phải là không. Thành ra là vẫn phải sử dụng thuốc đó. Cái thứ hai, tức là nếu như mà mình các biện pháp của mình nó không đạt thì lúc đấy mình tiến hành các cái thủ thuật đó. Nhất là bây giờ tôi cho là cái đó lại được sử dụng một cái hệ thống định vị 3 chiều các tô, thì nó giúp cho người ta đỡ bị gọi là gì, chạm vào các tĩnh mạch phổi. Trước đây người ta ngại nhất là không có hệ thống này thì nó tác động vào, chạm vào cái tĩnh mạch phổi và gây hẹp cái tĩnh mạch phổi. Đây là một cái biến chứng rất là ngại đối với các thủ thuật viên. Nhưng bây giờ người ta làm được cái đó thì cái tỷ lệ thành công tôi cho là tương đối cao thôi, chứ không phải là tuyệt đối tất cả các trường hợp. Thế nhưng mà tôi vẫn muốn ngoài cái thuốc hay là can thiệp thì tôi vẫn muốn nói đến là các bác sĩ mình cần phải nhớ là khi điều trị dung nhĩ thì có mấy vấn đề. Một, tức là đầu tiên là người ta phải, nếu mà chưa ấy thì người ta phải khống chế được cái tần số thất. Cái thứ hai nữa là luôn luôn phải nhớ dung nhĩ là khả năng tắc mạch rất là lớn. Thầy phải nghĩ đến các thuốc chống đông. Và cái đến cái thứ ba mới là làm thế nào để đưa về được nhịp xoang. Chúng ta phải nhớ cả đối với điều trị nó phải cái bộ ba đó. Nó chứ không phải chỉ hoàn toàn chỉ có cái vấn đề này. Thế thì gần đây với cái nghiên cứu ở trong cái thử nghiệm Venus bơm ethanol ấy, thì vào cái tĩnh mạch Mason đấy, thì tôi thấy là nó tạo thuận thêm để cho cái tỷ lệ thành công nó cao lên. Thế nhưng mà đi trở lại vấn đề thuốc là các thủ thuật, thì cái này là hoàn toàn là các thầy thuốc nên có một cái cân nhắc. Đối với tôi thì tôi vẫn là những cái gì mà nó không xâm lấn, không chảy máu thì mình vẫn ưu tiên. Ở đây có một vấn đề trong thực tế là như trong báo cáo anh Long cũng có nói, tức là cái gọi là bít tiểu nhĩ bằng dụng cụ, thì trên thực tế chúng ta biết là đây là phương pháp cũng rất là hay. Có bệnh nhân người ta không muốn sử dụng chống đông, hoặc là người ta chống đông nhưng rất nhiều vấn đề nó chảy máu, người ta đi công tác liên tục, người ta không thể thăm dò được, thì cái biện pháp này tôi cho là rất là tốt. Chỉ có một điểm là cũng là phải cân nhắc về cái giá thành nó còn tương đối cao. Thế nhưng mà đứng về mặt chuyên môn, đứng về mặt khoa học thì thấy đây là một phương pháp rất là tốt để hạn chế tối đa các biến chứng tắc mạch của bệnh nhân. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ bình luận của hai khách mời ạ. Vâng, thưa quý đồng nghiệp, ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý đồng nghiệp cùng dõi theo phần trình bày về những cập nhật trong sử dụng thuốc chống đông đường uống thế hệ mới của thạc sĩ bác sĩ Trần Tuấn Việt, bộ môn tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Kính chào quý đồng nghiệp, hôm nay chúng ta sẽ bàn về thuốc chống đông thế hệ mới và cập nhật những vai trò được đề cập tới trong Hội nghị Tim mạch học Hoa Kỳ ACC năm 2020.
Như quý đồng nghiệp đều biết, warfarin được tìm ra và đưa vào thực hành lâm sàng đầu tiên từ những năm 1944 và cho đến năm 2010, FDA đã bắt đầu công nhận lần lượt các thuốc chống đông thế hệ mới như dabigatran, rivaroxaban, apixaban và edoxaban trong thực hành lâm sàng. Cho tới thời điểm hiện tại, một số chỉ định quan trọng của thuốc chống đông thế hệ mới như dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ, dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, điều trị thuyên tắc động mạch phổi cấp hay gần đây nhất là ứng dụng trong điều trị các bệnh lý động mạch vành. Vậy thì có những bằng chứng gì mới tại ACC năm 2020? Đầu tiên phải nhắc đến vai trò của rivaroxaban trong bệnh lý mạch máu ngoại biên thông qua nghiên cứu VSRPAD. Đây là một nghiên cứu đa trung tâm mù đôi có đối chứng và mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá tính hiệu quả và an toàn của rivaroxaban trong dự phòng các biến cố mạch máu ở bệnh nhân bệnh lý động mạch chi dưới có triệu chứng được tiến hành can thiệp hoặc phẫu thuật tái tưới máu. Đối tượng nghiên cứu bao gồm gần 6.500 bệnh nhân được chia làm hai nhóm ngẫu nhiên, một nhóm được sử dụng aspirin 100mg đơn thuần và một nhóm được sử dụng aspirin kết hợp với rivaroxaban liều thấp, liều 2,5mg 2 lần một ngày, thời gian theo dõi trung bình khoảng 3 năm. Tiêu chí kết cục chính nhằm đánh giá tỷ lệ thiếu máu chi cấp tính, tỷ lệ cắt cụt chi do nguyên nhân mạch máu, tỷ lệ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay tử vong do nguyên nhân tim mạch. Tiêu chí an toàn đánh giá tỷ lệ tình trạng chảy máu chung và tỷ lệ chảy máu nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy, đứng trên khía cạnh tiêu chí kết cục chính, tỷ lệ thiếu máu chi cấp tính, tỷ lệ cắt cụt chi do nguyên nhân mạch máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ cấp hay tử vong do tim mạch ở nhóm sử dụng rivaroxaban là 17,3% và tỷ lệ này thấp hơn hẳn so với nhóm chỉ sử dụng aspirin đơn thuần là 19,9%. Sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê. Xét về các tiêu chí phụ như nhồi máu cơ tim, đột quỵ thiếu máu não, thiếu máu chi cấp tính hay tỷ lệ tái tưới máu cấp tính do thuyên tắc động mạch chi hay tỷ lệ tái nhập viện do các biến cố liên quan đến bệnh lý động mạch vành hay là bệnh lý động mạch mạch máu ngoại biên ở nhóm sử dụng rivaroxaban thấp hơn hẳn so với nhóm chỉ sử dụng aspirin đơn thuần. Xét về tiêu chí an toàn thì mặc dù nhóm rivaroxaban kết hợp với aspirin làm gia tăng tỷ lệ xuất huyết so với nhóm chỉ sử dụng aspirin đơn thuần, nhưng khi xét về khía cạnh các xuất huyết nặng hay các xuất huyết đe dọa tính mạng thì không thấy có sự khác biệt của ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm nghiên cứu. Kết luận được rút ra từ nghiên cứu VSRPAD cho thấy ở những bệnh nhân bệnh lý động mạch chi dưới được can thiệp tái tưới máu, sử dụng liều thấp rivaroxaban kết hợp với aspirin làm giảm các biến cố mạch máu. Mặc dù nhóm sử dụng rivaroxaban làm tăng nguy cơ chảy máu, tuy nhiên lại không làm tăng nguy cơ chảy máu nặng gây đe dọa tính mạng. Một nghiên cứu khác được đề cập tới trong Hội nghị tim mạch Hoa Kỳ ACC năm 2020 đó là nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả rivaroxaban và enoxaparin ở bệnh nhân sau phẫu thuật chỉnh hình. Như quý đồng nghiệp đã biết, dự phòng bằng thuốc chống đông heparin trọng lượng phân tử thấp sau phẫu thuật làm giảm đáng kể các biến cố liên quan đến thuyên tắc tĩnh mạch. Bên cạnh đó, không làm gia tăng tỷ lệ xuất huyết so với nhóm không sử dụng thuốc chống đông để dự phòng. Nghiên cứu PRONOMOS được xây dựng nhằm so sánh hiệu quả của rivaroxaban và enoxaparin trong dự phòng huyết khối tĩnh mạch trong thời gian bất động sau phẫu thuật chỉnh hình xương khớp trung phẫu chi dưới. Tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm những bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình chi dưới có kế hoạch bất động trên 2 tuần và cần được dự phòng bằng thuốc chống đông. Đánh giá kết cục chính là các tỷ lệ thuyên tắc tĩnh mạch lớn, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới có triệu chứng, tử vong liên quan tới động mạch phổi hoặc thuyên tắc tĩnh mạch, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới không triệu chứng. Tiêu chí an toàn đánh giá thông qua tình trạng chảy máu và các chảy máu đe dọa tính mạng. Nghiên cứu PRONOMOS là một nghiên cứu quốc tế đa trung tâm can thiệp ngẫu nhiên, mù đôi và có đối chứng. Nhóm bệnh nhân nghiên cứu bao gồm các bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình trung phẫu chi dưới có kế hoạch bất động trên 2 tuần và nhóm bệnh nhân nghiên cứu được phân làm hai nhóm, một nhóm được sử dụng enoxaparin đường tiêm và một nhóm được sử dụng rivaroxaban 10mg một lần một ngày. Thời gian sử dụng thuốc chống đông ít nhất là 2 tuần và thời gian theo dõi trung bình là 2 tháng. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy rivaroxaban hiệu quả hơn enoxaparin khi đánh giá theo tiêu chí kết cục chính. Như quý đồng nghiệp đã thấy, tỷ lệ các biến cố liên quan đến thuyên tắc tĩnh mạch ở nhóm sử dụng rivaroxaban thấp hơn hẳn so với nhóm sử dụng enoxaparin. Bên cạnh đó, khi đánh giá về tiêu chí an toàn, rivaroxaban tương đương với enoxaparin khi không thấy có sự khác biệt của ý nghĩa thống kê về tỷ lệ xuất huyết giữa hai nhóm nghiên cứu. Kết luận được rút ra từ nghiên cứu PRONOMOS cho thấy rivaroxaban hiệu quả hơn enoxaparin đường tiêm trong dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình trung phẫu. Không có sự khác biệt
về tỷ lệ chảy máu giữa hai nhóm nghiên cứu. Rivaroxaban có thể thay thế được enoxaparin đường tiêm trong dự phòng biến cố liên quan tới huyết khối tĩnh mạch ở những bệnh nhân sau phẫu thuật chỉnh hình nguy cơ cao. Một nghiên cứu nữa được đề cập trong Hội nghị Tim mạch học Hoa Kỳ ACC năm 2020 đó là nghiên cứu đánh giá hiệu quả của enoxaparin so với warfarin sau phẫu thuật thay van tim sinh học hoặc sau phẫu thuật sửa van tim. Như quý đồng nghiệp đã biết, warfarin là một thuốc được chỉ định ở bệnh nhân sau phẫu thuật thay van tim sinh học của sửa van tim. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra đó là thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp có thể thay được warfarin trong trường này hay không? Và mục tiêu của nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả và an toàn của enoxaparin với warfarin trong vòng 3 tháng ở các bệnh nhân sau mổ van tim sinh học hoặc phẫu thuật sửa van tim. Nghiên cứu được thiết kế là một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở đánh giá tác dụng không kém hơn của enoxaparin so với warfarin. Nghiên cứu được tiến hành tại Seoul, Hàn Quốc, thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019. Tiêu chí lựa chọn là các bệnh nhân từ 20 đến 85 tuổi được phẫu thuật thay van tim sinh học hoặc sửa van tim, bao gồm van hai lá hoặc van động mạch chủ hoặc cả hai van. Nhóm bệnh nhân nghiên cứu bao gồm 220 bệnh nhân tại thời điểm ra viện được phân làm hai nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm được sử dụng enoxaparin 60mg hoặc 30mg và một nhóm được sử dụng warfarin và duy trì INR từ trong khoảng từ 2 đến 3 và đánh giá lại bằng siêu âm tim hoặc CT sau 3 tháng. Tiêu chí đánh giá hiệu quả chính của nghiên cứu là tỷ lệ tử vong, biến cố huyết khối trên lâm sàng bao gồm đột quỵ, nhồi máu cơ tim, kẹt van có triệu chứng, tắc động mạch phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc tắc mạch hệ thống, huyết khối trong tim không triệu chứng như kẹt van tim không triệu chứng, huyết khối buồng tim không triệu chứng phát hiện bằng CT hoặc siêu âm tim. Tiêu chí an toàn của nghiên cứu đánh giá thông qua tỷ lệ chảy máu lớn và các tỷ lệ cộng gộp của chảy máu lớn và chảy máu trên lâm sàng nhưng không phải chảy máu lớn. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy trên khía cạnh tiêu chí chính như tỷ lệ tử vong, tỷ lệ biến cố huyết khối trên lâm sàng và các tỷ lệ huyết khối trong buồng tim không triệu chứng ở nhóm enoxaparin là không kém hơn so với warfarin, trong khi đó trên tiêu chí an toàn thì không có sự khác biệt về ý nghĩa thống kê về tỷ lệ xuất huyết giữa hai nhóm nghiên cứu. Kết luận enoxaparin không kém hơn so với warfarin trong dự phòng thuyên tắc huyết khối và chảy máu lớn trong vòng 3 tháng sau mổ thay van tim sinh học hoặc sửa van tim. Nghiên cứu gợi ý rằng enoxaparin có thể thay thế warfarin cho đối tượng bệnh nhân này. Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Trần Tuấn Việt ạ. Và ở phần bàn luận cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin có một câu hỏi chung dành cho cả hai vị khách mời ạ. Dạ thưa các chuyên gia, thì hiện nay thì thuốc chống đông đường uống thế hệ mới mà thực ra ở trên thế giới người ta cũng không gọi là thế hệ mới nữa, thay từ NOAC bằng DOAC là thuốc kháng đông trực tiếp ạ, thì đã khá là phổ biến ở Việt Nam. So với warfarin thì có tương đối là khá nhiều các cái ưu điểm, nhưng mà chúng ta vẫn còn có một số nhược điểm của nhóm thuốc này, ví dụ như là sự thiếu cái antidote mà sẵn có tại các cơ sở y tế cũng như mà giá thành điều trị còn cao. Vậy thì theo các chuyên gia khách mời thì trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay thì đâu sẽ là ưu điểm vượt trội của cái nhóm thuốc chống đông đường uống trực tiếp này ạ? Xin mời giáo sư Việt ạ. Tôi thấy là mình phải đánh giá rất là khách quan. Dạ. Mình có tiếp nhận các thông tin mới nhưng mình phải đánh giá rất khách quan trong cái hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Thì mình hiểu rõ là thế này. Các thuốc chống đông là rất cần thiết đối với rất nhiều bệnh nhân. Trong đó các thuốc kháng vitamin K nó có những cái ưu điểm của nó. Nó cũng có những cái nhược điểm của nó. So sánh người ta phải hiểu là cái gì ưu và cái gì nhược. Ví dụ như các thuốc kháng vitamin K tôi thấy nó có một cái ưu điểm rất là lớn là nó rẻ tiền. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu mà quá liều thì nó lại có các cái thuốc để mà mình điều chỉnh lại. Cái thứ ba nữa là với các bệnh nhân mà bị bệnh van tim, mà van tim nhân tạo đấy, thì cho đến nay nó vẫn là cái chỉ định để mà sử dụng trong các cái trường hợp mà khi thay van tim nhân tạo. Nhưng mà các thuốc kháng vitamin K nó lại có cái nhược điểm là gì? Luôn luôn phải thử các cái về đông máu, tức là thử PT, thử INE. Thì có những người ta đi công tác lâu dài, người ta không thử được. Ở trong trường đó, đấy là một cái hạn chế. Cái thứ hai là có một cái mà mình thấy rõ trong thực hành lâm sàng, tức là nó cái thuốc này nó lại phụ thuộc vào chế độ ăn của người ta. Nó làm cho thay đổi cái tỷ lệ đông máu đi, làm cho người thầy thuốc lắm lúc rất là lúng túng, vẫn cái liều như thế. Nhưng lúc thì nó lại cao, lúc thì nó lại thấp trong cái trường hợp này. Thế thì quay trở lại đối với các cái NOAC, các cái thuốc kháng đông mới đừng uống đấy, thì tôi thấy là này, cái ưu điểm của nó là không phải định kỳ để thử về đông máu trong tất cả các trường hợp đó. Nó ít bị ảnh hưởng bởi các cái chế độ ăn uống
trong trường này là một ưu điểm tôi cho là rất là rõ. Thế nhưng nó có nhược điểm, phải nói thật là so với kháng vitamin K thuốc rất rẻ, thì cái nó giá thành nó lại hơi cao. Đây là một điểm thứ hai. Thứ hai nữa là nhược điểm của nó là cũng không dùng, vì cho nay là cũng không dùng cho các bệnh nhân mà để thay van tim nhân tạo, mà người ta vẫn dùng kháng vitamin K. Cái thứ ba là đúng là cái chưa có sẵn cái thuốc để mà gọi là antidote trong các trường hợp mà nó quá liều, thì nó cũng là cái khó khăn đối với thầy thuốc mà khi mà nó chảy máu nhiều, đúng là cũng là một cái rất là khó khăn. Do đó thì theo tôi là thế này, là mình phải tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng cái khả năng của người bệnh để mà và tùy theo cái bệnh lý của người ta để mà người ta quyết định sử dụng là các kháng vitamin K kinh điển hay là các cái thuốc nó. Vâng ạ. Thế còn tiến sĩ Phong thì sao? Anh là với tư cách là chuyên gia về nhịp học thì rõ ràng là cái chỉ định mà sử dụng thuốc chống đông đường uống thế hệ mới là anh kê cho bệnh nhân được là rất là rộng, là phổ biến hơn những các bác sĩ thực hành tim mạch chung nói chung khác. Thế bản thân cá nhân anh thì anh có gặp nhiều cái trường hợp xuất huyết chảy máu nặng khi mà mình dùng DOAC hay không? Và trong những cái trường hợp biến chứng nặng như thế thì mình cần phải lưu ý gì ở những cái nhóm bệnh nhân trước khi mà mình kê cái thuốc này ạ? Vâng, tiếp cận cái vấn đề về thuốc chống đông thì giáo sư Nguyễn Lân Việt đã trao đổi những nét tôi nghĩ là rất đầy đủ. Tuy nhiên khi chúng ta chỉ định các thuốc chống đông thế hệ mới, chúng ta có công cụ về thứ nhất là bằng chứng rất là ủng hộ một thuốc có hiệu quả và an toàn, ít nhất là không kém hơn warfarin. Tuy nhiên và chúng tôi cũng đã chỉ định cho khá nhiều các bệnh nhân rung nhĩ không cho bệnh van tim và cũng như các dự phòng huyết khối tắc mạch ở trên những đối tượng khác. Tuy nhiên là dù gì đi chăng nữa thì cái số lượng bệnh nhân được điều trị bằng DOAC tại Việt Nam cũng chưa nhiều, cho nên có các quan sát của chúng tôi có thể là chưa thể hiện hết được cái bức tranh thực tiễn rất là đa dạng của nó. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân tôi thì DOAC khá là an toàn và bản thân tôi chưa thấy một cái tai biến lớn nào liên quan thuốc chống đông thế hệ mới. Nhưng mà cái số lượng N của mỗi cá nhân, kinh nghiệm của cá nhân cũng là không nhiều. Tuy nhiên tôi xin bổ sung một điểm nữa là đúng là DOAC là có những hiệu lợi ích như vậy, nhưng mà ngoài những cái nhóm bệnh mà không thể dùng DOAC như là bệnh nhân van tim nhân tạo rồi có bệnh lý van tim thì chúng ta có thể chỉ định rộng rãi cho các bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim, dự phòng huyết khối tắc mạch chu phẫu hoặc là điều trị tắc mạch phổi, huyết khối tắc mạch chi dưới. Nhưng về lâu dài thì vấn đề chi phí hiệu quả chúng ta cần phải bàn luận với người bệnh để cho họ có sự lựa chọn. Nếu không chúng ta vẫn phải quay lại warfarin truyền thống vốn được xem là tiết kiệm hơn. Tôi nghĩ rằng là về khía cạnh tuân thủ, trong đó có cả yếu tố chi phí nữa, thì cho nên chỉ định cho những trường hợp mà điều trị DOAC tương đối ngắn hạn, ví dụ vài tuần, vài tháng sau chu phẫu hay là huyết khối tĩnh mạch chi dưới, chúng ta điều trị sau 6 đến 12 tháng. Còn những trường hợp điều trị kéo dài thì chúng ta cần phải bàn luận người bệnh và cân nhắc yếu tố chi phí hiệu quả trong thực tiễn ở Việt Nam. Vâng ạ, xin cảm ơn phần góp ý rất là sắc đáng của tiến sĩ Phong. Bản thân cá nhân tôi trong quá trình điều trị thì đúng là có rất nhiều bệnh nhân mà khi mà mình giải thích cho họ về chi phí điều trị thì với những cái bệnh nhân ngắn hạn thì hoàn toàn là họ có khả năng theo đuổi điều trị khi mà dùng DOAC. Còn những cái nhóm mãn tính thì thay vì là họ dùng DOAC, họ chỉ dùng được 1-2 tháng sau đó họ bỏ điều trị thì cái hậu quả nó sẽ là khó lường rất nhiều so với việc mà họ dùng warfarin, một thuốc rẻ hơn và vẫn có hiệu quả khi mà họ có khả năng theo đuổi điều trị lâu dài ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý đồng nghiệp, phần bàn luận vừa rồi của hai chuyên gia khách mời về thuốc chống đông đường uống thế hệ mới đã kết thúc cái phần trình bày về chủ đề khoa học của ACC ngày hôm nay. Và để thay cho lời kết về hai số đặc biệt của ACC 2020 thấy gì qua các góc nhìn thì xin mời hai vị chuyên gia hãy lần lượt theo các thầy thì đâu là cái điều mà các thầy tâm đắc nhất ở hội nghị ACC lần này ạ? Xin mời giáo sư Việt ạ. Thực ra là gọi là tôi cho là mỗi một cái kỳ ACC nó đều có các cái thông tin mới, đúng không ạ? Tôi cho là những cái thông tin mới đó là nó bổ sung thêm cho chúng ta cái kiến thức, và từ cái kiến thức đó chúng ta, cái mà chúng tôi mong muốn là này, những cái phương pháp mới đó, những cái thuốc mới đó đã được khoa học chứng minh thì làm thế nào mà nó về được đến Việt Nam để mà chúng ta cũng phải bắt đầu gọi là sử dụng trên bệnh nhân cụ thể của mình cơ. Chứ nếu mà chúng ta tiếp nhận thông tin nhưng chúng ta chưa có thuốc thì cũng là cái khó khăn để cho các thầy thuốc chúng ta có thể truyền tải các cái tiến bộ đó đến cho người bệnh của chúng ta. Tiến sĩ Phong ạ. Vâng, tôi nghĩ là có lẽ ấn tượng nhất của AC năm nay chính là vì đại dịch COVID-19 mà các cái format hội thảo truyền thống vốn rất đa dạng của ACC đã không thể thực hiện được mà thay bằng hình thức trực tuyến. Nhưng biết đâu trong cái rủi là có cái may, chúng ta đã ngày càng hoàn thiện hơn các cái phương tiện, các công thức
các cái dạng thức đa phương tiện để có thể tổ chức các hội thảo trực tuyến. Ngay chính diễn đàn tâm điểm chúng ta cũng như vậy. Và bằng cách đó chúng ta có thể giúp lan tỏa những thông tin khoa học, thậm chí là nhiều hơn nữa, rộng hơn nữa đến với cộng đồng các bác sĩ tim mạch, các chuyên ngành liên quan vốn rất đông đảo. Và rõ ràng năm nay tôi ở tại Hà Nội không được đến ACC dự như những năm trước, nhưng mà rõ ràng là có thể xem được các phiên báo cáo với chất lượng âm thanh, hình ảnh, và đương nhiên về mặt học thuật hay khoa học thì chúng ta cũng không còn phải bàn. Và đó có lẽ là ấn tượng lớn nhất của tôi đối với ACC cũng như các hội thảo lớn tim mạch thế giới năm nay đã chuyển sang dạng trực tuyến vì Covid-19. Dạ vâng ạ, dạ, đúng là hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Phong ạ. Thay vì mình phải đăng ký ACC hàng năm như phí đăng ký hội nghị đến hàng nghìn đô la, thì năm nay ACC 2020 đã open free hết tất cả các cái báo cáo của cho đến tất cả các nhà thực hành lâm sàng trong vòng 3 tháng và vừa mới kết thúc vào hôm 30 tháng 6 vừa rồi ạ. Đây cũng là một cái điểm mà đúng là trong cái rủi có cái may ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời ạ. Vâng, xin cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt và tiến sĩ Phan Đình Phong đã đến với chương trình Tâm điểm 2020 số thứ tư của Hội Tim mạch Học Việt Nam. Xin cảm ơn các báo cáo viên với những nghiên cứu nổi bật, xúc tích và hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng đã mang lại cho quý đồng nghiệp một giờ cập nhật khoa học hiệu quả. Do thời lượng của chương trình có hạn, những thắc mắc còn lại của quý đồng nghiệp sẽ được các chuyên gia giải đáp trên mục trả lời của group chương trình. Hy vọng được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trong các số tiếp theo. Chủ đề tiếp theo của Tâm điểm số 5 ngày 11 tháng 7 sẽ là điều trị nội khoa suy tim mãn tính, những bước tiến trong 3 thập kỷ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điều trị suy tim mãn tính là nhằm hướng tới hai tiêu chí: giảm tử vong và tái nhập viện do suy tim mất bù. Trong đó, nội khoa luôn có vai trò quan trọng và xuyên suốt. Từ thập niên 90 của thế kỷ 20, bằng chứng thuyết phục của nhiều thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng đã lần lượt đưa thuốc ức chế men chuyển chạy beta, ức chế thụ thể acetylcholine, lợi tiểu kháng aldosterone, gần đây nhất là acne và các chất ức chế SGLT2 vào thực tiễn điều trị suy tim với vai trò nền tảng. Cho dù những bước tiến vững chắc về nội khoa trong suốt 3 thập kỷ đã giúp cải thiện đáng kể tiên lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các bệnh nhân, suy tim mãn tính vẫn luôn là vấn đề nan giải, cần nhiều hơn nữa những nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm thực hành từ các thầy thuốc tim mạch. Hãy đến với Tâm điểm 2020 số thứ 5 ngày 11 tháng 7 để cùng bàn luận và chia sẻ trực tuyến với các chuyên gia về điều trị nội khoa suy tim mãn tính. Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì tốt hơn cho bệnh nhân suy tim? Hội Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, Tâm điểm 2020. Hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim mạch Học Quốc gia Việt Nam. Tin tức chất lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu. Giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh.